Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay thứ Sáu ngày 1 tháng 12 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty LDG liên quan đến sai phạm 680 căn biệt thự, nhà liên kế xây không phép. Đồng Nai tử hình bị cáo buôn bán hơn 5 kg ma túy. Người dân Tả Phìn chuẩn bị vụ hoa Tết. Mở đầu là các thông tin pháp luật an ninh trật tự trên địa bàn Đồng Nai. Thưa quý vị, hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về tội lừa dối khách hàng. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Theo đó, Nguyễn Khánh Hưng bị bắt sau khi cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bơm, tỉnh Đồng Nai, liên quan đến dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG làm chủ đầu tư. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng. Trước đó, ngày 21 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với 5 cán bộ tại huyện Trảng Bơm liên quan đến sai phạm để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai hôm qua đã tuyên phạt 3 bị cáo Lê Văn Trường, 30 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, mức án tử hình; Lê Thị Thu Huyền, 41 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, mức án tù chung thân, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy; Võ Ninh, 22 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, 20 năm tù, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, 3 bị cáo trên là bạn bè, đều nghiện ma túy và không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, từ tháng 8 năm 2022 đến ngày 7 tháng 9 năm 2022, Trường liên lạc với một người tên Vũ chưa rõ lai lịch tại tỉnh Quảng Bình, mua ma túy vào Đồng Nai tiêu thụ. Ngày 7 tháng 9 năm 2022, Trường đến khu vực phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, nhận thùng hàng chứa 10.000 viên ma túy, đem về cất giấu tại nhà thuộc phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa. Sau đó, Trường đã bán cho hai người nghiện, mỗi người 50 viên ma túy. Ngoài ra, Trường đã cùng Huyền hai lần bán cho Ninh gần 370 viên ma túy. Khám xét nơi ở chung của Trường và Huyền, công an đã thu giữ khối lượng lớn ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Trường đã có hành vi mua bán trái phép tổng cộng hơn 5 kg ma túy. Huyền đã mua bán trái phép gần 480 gram ma túy và Ninh đã tàng trữ trái phép gần 190 gram ma túy. Liên quan đến nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản. Theo đó, 4 đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm Nguyễn Đức Thắng, 33 tuổi, Tạ Văn Thiệp, 26 tuổi, cả hai cùng thường trú tại thành phố Hải Phòng; Nguyễn Thanh Hồng, còn gọi là Hồng Đen, 38 tuổi, thường trú tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa; Phạm Mạnh Tuấn, 29 tuổi, thường trú tại tỉnh Nam Định. Trước đó, đêm ngày 15 tháng 11 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang đánh đập, đe dọa, uy hiếp, cướp tiền của một phụ nữ đã vay lãi nặng của chúng tại một quán bán nước giải khát trên địa bàn khu phố 3, phường Trảng Dài. Người phụ nữ này từng vay tiền của một số đối tượng trong nhóm, trong đó có khoản vay khoảng 200 triệu đồng. Từ đầu tháng 8 năm 2023 đến giữa tháng 11 năm 2023, bị chốt lãi và gốc phải trả lên tới hơn 1,4 tỷ đồng. Do không có tiền trả nợ nên bị các đối tượng kè ép đến quán bán nước giải khát trên để đánh đập, đe dọa, uy hiếp. Tôi cảm thấy số tiền quá cao nên tôi đã hết khả năng chi trả. Cho nên tôi đã xin cho tôi có cơ hội được làm để trả nợ. Nhưng mà các đối tượng không chịu và dồn ép tôi đến một quán cà phê để bắt tôi phải cầu cứu những người thân mang tiền đến để ví được về, còn không là đi đâu cũng theo hết.
và đi đâu cũng phải gửi định vị và đã đánh đập tôi nhiều lần ạ. Xong cái sự việc đấy em mới cảm thấy là mình ân hận và có lỗi. Việc triệt xóa kịp thời nhóm tín dụng đen hoạt động manh động trên đã góp phần răn đe, phòng ngừa loại tội phạm này hoạt động biến tướng phức tạp, giữ vững được an ninh trật tự tại địa phương, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an. Cả cái đối tượng này thì hoạt động rất là manh động, nó thể hiện cái tính chất côn đồ và coi thường pháp luật. Chúng nhiều lần đến nhà bị hại, lợi dụng cái việc bị hại làm ăn thua lỗ và nó đẩy cái bẫy tín dụng đen vào cho cái bị hại này dính, và nó thay phiên nhau đến nhà khủng bố tinh thần. Khi mà biết được bị hại này có cái nguồn tiền, chúng gom các cái thành viên lại, các cái nhóm để đòi nợ lại và bắt giữ bị hại này, khống chế, uy hiếp tinh thần và thậm chí là đánh đập nạn nhân để yêu cầu nạn nhân phải tìm mọi cách xoay được tiền để trả cho chúng. Qua đây, cơ quan công an khuyến cáo người dân có nhu cầu vay vốn nên đến các tổ chức tín dụng có uy tín để làm thủ tục vay, tuyệt đối không vay của những đối tượng bên ngoài xã hội để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Hương Độ 2, trục trung tâm thành phố Biên Hòa, ven sông Cái, kết nối vào cảng Phước An, DT773, DT770B, cầu Bạch Đằng, cầu Vàm Cái Sức. Theo đó, Ban phải thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và phân luồng tổ chức giao thông của nhà thầu thi công, gắn trách nhiệm của chủ đầu tư, đồng thời xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông do không thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo hồ sơ được phê duyệt, theo yêu cầu của chủ đầu tư và cơ quan chức năng có thẩm quyền trong quá trình thi công. Thông tin đáng chú ý tại các tỉnh thành khác. Chỉ trong 2 tháng qua, tỉnh Bình Thuận đã liên tiếp xảy ra 4 vụ vỡ hụi gần 200 tỷ đồng với hàng trăm người tham gia. Liên tục trong tháng 10 và tháng 11 năm 2023 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nhận được rất nhiều đơn tố cáo liên quan đến vỡ hụi. Tới đến cuối tháng 11, cơ quan điều tra nhận được gần 370 đơn tố cáo với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng liên quan đến đường dây hụi của 4 cá nhân, gồm Huỳnh Thị Thúy Vân sinh năm 1996, Trần Thị Thanh Ngân sinh năm 1998, Ngô Thị Loan Chi sinh năm 1991, Nguyễn Thị Hoàng Sa sinh năm 2001, tất cả đều ngụ tại thành phố Phan Thiết. 4 đường dây hụi này đều thực hiện qua mạng xã hội như Zalo, Facebook. Người chơi hụi không biết nhau, khi chủ hụi thông báo qua tin nhắn thì từng thành viên chuyển tiền vào tài khoản cho chủ hụi. Qua đây, ngành công an khuyến cáo người dân nên chọn lựa các kênh đầu tư, hình thức tiết kiệm, tích góp tiền phù hợp, an toàn. Đồng thời cảnh báo những người tổ chức góp vốn cần tuân thủ các quy định của pháp luật, nghiêm cấm việc tổ chức hụi để huy động vốn trái pháp luật, cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an huyện Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện bắt giữ đối tượng Đồng Thế Quý, 42 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang, có hành vi mua bán hàng cấm, pháo hoa nổ. Trước đó, lực lượng công an đã kiểm tra xe ô tô tải đang dừng đỗ, có biểu hiện nghi vấn. Phát hiện trên thùng xe có trên 200 hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất, tổng khối lượng là trên 300 kg. Làm việc với cơ quan công an, lái xe kiêm chủ số hàng trên là Đồng Thế Quý khai nhận đây đều là pháo hoa nổ được Quý thu mua từ tỉnh ngoài, sau đó vận chuyển về địa phương để bán kiếm lời. Khi đang chuẩn bị giao hàng cho khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Vừa qua, Sư đoàn 7 Quân đoàn 4 đã tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ năm 2023. Đề mục: Sư đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự ở địa hình Trung Du. Quá trình chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu giả định, cán bộ chỉ huy cơ quan các cấp nắm chắc nội dung, nguyên tắc, xử trí tình huống linh hoạt, kịp thời, sát thực tế. Công tác chuẩn bị bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, đúng kế hoạch. Diễn tập nhằm củng cố, nâng cao trình độ của chỉ huy cơ quan, rèn luyện phương pháp, tác phong, khả năng tham mưu, xử trí tình huống của người chỉ huy và cơ quan, nâng cao trình độ hiệp đồng tác chiến.
Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh vừa tổ chức tổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng an ninh, quân sự quốc phòng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả về công tác quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt 100% chỉ tiêu cả hai cấp. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt chỉ tiêu theo kế hoạch, tổ chức huy động tập huấn, huấn luyện quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 90 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2023. Tại trụ sở công an thành phố Vũng Tàu, anh Nguyễn Minh Hoàng, người dân phát hiện ra động vật hoang dã đã bàn giao cho các lực lượng chức năng. Hạt kiểm lâm Vũng Tàu Phú Mỹ đã tiếp nhận cá thể động vật hoang dã xử lý theo quy định. Theo đó, con rái cá này được anh Nguyễn Minh Hoàng phát hiện tại một khách sạn trên đường La Văn Cầu, khu vực bãi sau. Anh Hoàng sau đó đã gặp lực lượng cảnh sát giao thông và trật tự công an thành phố Vũng Tàu đang tuần tra và được lực lượng này hướng dẫn đưa con rái cá về trụ sở công an thành phố nhờ liên hệ với hạt kiểm lâm Vũng Tàu Phú Mỹ để bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định. Sau đó, con rái cá được lực lượng kiểm lâm tiếp nhận trong tình trạng khỏe mạnh và tiếp tục được chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Tiếp tục với chuyện qua chuyện này, mời quý vị cùng đến với không khí khẩn trương của vùng trồng hoa Tả Phìn, một trong những vùng trồng hoa Tết lớn nhất của thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Và để chuẩn bị phục vụ nhu cầu tăng cao của thị trường dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, thời điểm này hầu hết các hộ trồng hoa ở Tả Phìn đang tất bật chăm sóc các loại hoa, sẵn sàng cung ứng ra thị trường. Với gần 10 năm kinh nghiệm trồng hoa, ngay từ tháng 9 âm lịch, gia đình anh Tẩn Trần Siệu đã chuẩn bị cho vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm. Với hàng ngàn gốc hoa cao cấp như địa lan, nhất chi mai, đào và một số loại khác. Để chăm sóc tốt số lượng cây này, ngoài kinh nghiệm tích lũy được, anh cũng theo dõi sát sao thời tiết để hoa nở đúng dịp, tránh thiệt hại. Chăm sóc, gọi là tỉa những cái lá già rồi thì xong đó là mình có thể là chuyển xuống ở khu Cúc San để nó tránh rét. Nếu mà hoa Tết ấy thì thường thường là nếu mà là nắng nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều về hoa. Cũng như gia đình anh Siệu, thời điểm này gia đình chị Chảo Mẩy Lai đang tập trung chăm sóc cho 200 cây đào, 150 chậu lan và 200 chậu mai. Làm cỏ xong mình lại bón phân mấy lần đó. Mình tỉa xong mình uốn xong mình lại một thời gian đấy lại cho nó lại mọng lại. Nghề trồng hoa đem lại nguồn thu từ 80 đến 100 tỷ đồng cho người dân xã Tả Phìn. Hàng trăm hộ dân địa phương đã giàu lên nhờ trồng hoa, cây cảnh. Khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, chính quyền xã đang tập trung, quy hoạch, khuyến khích bà con ứng dụng kỹ thuật vào trồng, chăm sóc cây hoa có giá trị kinh tế cao. Xã đã có kế hoạch, xây dựng kế hoạch và triển khai đến bà con nhân dân trên địa bàn xã tập trung về phát triển cây các loại hoa trên địa bàn. Trong thời gian ấy thì người dân đã chủ động và chăm sóc các loại hoa và mở rộng một số diện tích. Dự kiến dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, vùng hoa Tả Phìn sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 20.000 chậu lan, hơn 3.000 cây đào và nhất chi mai cùng một số loại hoa cây cảnh khác. Cùng với tập trung chăm sóc, người trồng hoa Tả Phìn mong muốn thời tiết thuận lợi, hoa nở đúng dịp Tết, tiêu thụ tốt để họ có nguồn thu khấm khá sau một năm lao động vất vả. Cũng đến với Lào Cai, mời quý vị cùng tìm hiểu về những nét đẹp văn hóa của người Tày ở xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên. Người Tày một trong số 25 dân tộc cùng sinh sống tại Lào Cai. Mỗi dân tộc đều có kho tàng văn hóa riêng, mang đậm bản sắc, góp phần tạo nên bức tranh đầy màu sắc của Lào Cai.
Những hình ảnh đẹp của sắc màu văn hóa Vĩnh Yên cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý khán giả có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinongdongnai@gmail.com. Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.